các sĩ quan cảnh sát Thái Lan được thưởng sau khi nghi can đánh bom bị bắt, tin từ Bangkok, Thái Lan. Tư lệnh cảnh sát Thái Lan hôm nay đã ca ngợi các sĩ quan điều tra vụ đánh bom đẫm máu nhất của đất nước và hứa sẽ thưởng cho họ 83.000 Mỹ Kim vì đã bắt một nghi can mà họ vẫn chưa liên kết được trực tiếp được với cuộc tấn công. Sau khi đặt lên bục ba bó tiền mặt, tư lệnh cảnh sát Somjot Phungphan Muang đã khen ngợi công việc điều tra dẫn đến việc bắt giữ một người nước ngoài mà tên, quốc tịch và những liên kết vẫn còn là một bí ẩn. Cảnh sát đã bị chỉ trích vì đã thực hiện một cuộc điều tra chắp vá mà cho đến cuối tuần đã chỉ có được một video giám sát với hình ảnh không rõ ràng của một người đàn ông có râu mặc một chiếc áo màu vàng với mái tóc bù xù, đặt một cái túi tại hiện trường vụ nổ ngày 17 tháng 8, làm 20 người thiệt mạng, trong đó có 14 người nước ngoài. Cảnh sát đã đưa ra tuyên bố trái ngược vào ngày thứ Bảy về việc liệu người đàn ông bị bắt giữ hôm đó có phải là nghi can chính trong video hay không. Hiện cảnh sát vẫn chưa biết là người đàn ông này có cung cấp bất kỳ thông tin hoặc mẫu DNA của ông hay các thuốc nổ, hộ chiếu giả bị tịch thu hoặc hồ sơ điện thoại có liên kết ông ta với vụ đánh bom tại đền thờ nổi tiếng nhất Bangkok cách đây 2 tuần. Somjot, người cùng với vợ của ông trong năm ngoái, đã khai có tài sản trị giá gần 10 triệu Mỹ Kim, cho biết 1/3 của tổng số phần thưởng 3 triệu bạc đến từ quỹ cá nhân của mình và phần còn lại được tặng bởi một người bạn doanh nhân ẩn danh. Phan Thong Thề Sinawatra, con trai của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, cho biết trên trang Facebook của mình vào ngày Chủ nhật rằng ông sẵn sàng tặng một phần thưởng 7 triệu bạc khi nhóm đằng sau vụ đánh bom bị bắt.